Đây là những công trình, những sản phẩm được xây dựng bởi những ý tưởng thiết kế của các kiến trúc sư trẻ trong cuộc thi sắp đặt. Và còn đây là không khí vô cùng sôi động, háo hức của các kiến trúc sư trẻ khi cùng nhau thực hiện thiết kế Trung tâm Sinh hoạt các dân tộc và quy hoạch làng hoa Đà Lạt. Đây là hai nội dung thi điểm nhấn của Festival Sinh viên Kiến trúc lần này. 22 trường đại học là 22 thiết kế riêng biệt khác nhau, được xuất phát từ những cảm xúc bằng những chuyến tham quan thực tế của các kiến trúc sư trẻ về mảnh đất Đà Lạt trong những ngày vừa qua. Dù đến từ những vùng miền khác nhau và có nhiều sinh viên chưa một lần đặt chân đến Đà Lạt, nhưng khi tham gia Festival Kiến trúc lần này, tất thảy đều có những cảm nhận rất đẹp về mảnh đất Đà Lạt, về con người, cảnh sắc, về những làng hoa truyền thống nổi tiếng. Và điều đó đã được thể hiện qua từng thiết kế mang đậm chất Tây Nguyên này. Và hơn hết, qua sân chơi đầy ý nghĩa ấy, trên 600 sinh viên kiến trúc được thể hiện năng lực, trí tuệ và niềm đam mê của sức trẻ. Đây là lần đầu tiên mà em đến Đà Lạt để tham dự cái kỳ thi Fest 10. Thì em thấy đây là một cái cơ hội để giao lưu rất là tốt giữa các bạn sinh viên kiến trúc trên cả nước, và là một cái cơ hội để học hỏi nữa. Qua cái tham gia thi này rất nhiều những cái hạng mục ấy, thì học hỏi được thêm rất nhiều điều được các bạn trường khác và các thầy cô trường khác nữa. Đấy cũng rất là bổ ích cho sinh viên, là môi trường học hỏi chung cho nhau. Cái đó cũng là vấn đề chính của tất cả các sinh viên toàn trường để đến với nhau để tạo lên một cái không khí gọi là một cái mùa festival kiến trúc. Và em cũng cảm nhận được rằng là cái đây là cái cần mà sinh viên kiến trúc toàn ngành cũng phải học hỏi nhau, tất cả toàn trường trên đất nước cũng đang. Theo đánh giá của ban tổ chức, trong 3 ngày diễn ra festival kiến trúc tại trường đại học Dệt Sen Đà Lạt, các trường đại học đều có sự chuẩn bị kỹ về các nội dung của chương trình, từ khâu đầu tư ý tưởng công phu cho đến tinh thần và trách nhiệm được thể hiện rõ qua từng nội dung và tiết mục. Vì thế, đã tạo được những dấu ấn đẹp. Một mùa thành công rực rỡ về Festival Kiến trúc lần đầu tiên được tổ chức tại cao nguyên xinh đẹp này. Tôi phải tập trung để giới thiệu rất kỹ lưỡng về cái thành phố hoa này, về con người, về thiên nhiên. Và qua đó thì có một em sinh viên nói với tôi như thế này, là chúng em đến đây phải không? Chưa kết thúc nhưng chúng em thấy được cái tình thân thiện của học sinh, của sinh viên nói chung và phải không? Của sinh viên kiến trúc nói riêng. Các em nói rằng là phải không? Qua cái buổi sinh hoạt thì người ta cũng phân biệt là sinh viên của trường này, của trường khác nữa. Người ta thấy rằng là phải không? Là sinh viên thì mục tiêu vào là học tập và thân thiện với nhau, là để rồi nay mai góp phần vào cái công cuộc xây dựng đất nước. Đó. Tức là biểu hiện một cái tình thân thiện rất rõ rệt trong cái phong cách và trong cái giao tiếp. Tôi thấy ấn tượng đó là cái sân chơi của các em nó rất là thú vị, với cái lòng đam mê nhiệt huyết năng động của các em đó, và tạo cho em sự hứng thú trong quá trình học tập. Đấy. Cái mối liên kết kết nối của các em nó trải dài từ Bắc tới Nam. Cái thứ hai nữa là hầu như các cuộc thi các em đều tham gia rất là năng động. Đó, và phải nói là các em cháy hết mình. Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc được tổ chức 2 năm một lần. Đây là sự kiện lớn nằm trong chương trình hoạt động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Qua đó đã tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học trong cả nước được học hỏi, giao lưu, gắn chặt thêm tình đoàn kết. Và hơn nữa, đây chính là dịp để những kiến trúc sư trẻ được tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa, kiến trúc, con người và thiên nhiên Đà Lạt, để thêm yêu và tự hào về thành phố nghỉ dưỡng tươi đẹp và đầy cuốn hút này. Ẩm thực Hàn Quốc từ lâu đã được biết đến với những món ăn lạ miệng và hấp dẫn, là kết tinh của nền văn hóa đậm đà bản sắc của đất nước trụ phú này. Với sự tương đồng về khí hậu mát mẻ quanh năm của vùng đất ôn đới, cũng như gu thưởng thức của người dân châu Á. Chính vì thế, những nhà hàng với những món ăn Hàn Quốc đặc trưng dần ra đời tại thành phố Sương Mù.